bạn xem. Ôi trời ơi. Ủa, nó mổ vô cái điện thoại nghe cái cọc luôn các bạn. Hên quá. Ngày nay được ba con. Mình chào tất cả các bạn nha. Bây giờ mình đang tới điểm mình đi bẫy nạc vật các bạn. Toàn là lâm quang du không nha các bạn. Lâm giữ dần lâm luôn. Bây giờ mình đi vô đây mình kiếm chỗ gài các bạn ơi. Tràm con. Các bạn hãy theo mình nha. Đi bẫy chim. Đây mình đã chuẩn bị các bạn. Bẫy của mình nè. Đó. Dùm đi thôi các bạn ơi. Thì mình tới chỗ mình gài á, mình sẽ quay lại cho các bạn nha, xem cách gài của mình nha. Đây, tới điểm gài nè các bạn ơi. Mình sẽ gài cặp mấy mương này nha. Lâm quá trời lâm luôn các bạn ơi. Cái đường này nè, mình sẽ dạt đường một đường trống nha các bạn. Bẫy nè, bẫy mình đã lấy ra, ra một cái nè. Bây giờ mình dọn ra mình làm nha các bạn. Rồi các bạn. Ở đây mình đã dọn một cái đường nè. Đó không? Có đường trống nè, đi qua tới bển kè bãi luôn nha các bạn. Đây. Nó có phải cái đường mòn đi qua tới bển nha. Còn qua lại đó các bạn, đây nè. Đó. Qua bển á, cái con chim á. Chim á sẽ nó sẽ đi theo đường mòn này nó qua đây. Là sẽ dính cái bẫy của mình nha các bạn. Thôi giờ mình tiến hành gài nè. Bẫy này dễ gài lắm các bạn. Mình sẽ gài cho bạn coi một cái thôi nha. Mấy cái. Mình sẽ gài cho các bạn xem một cái thôi. Còn mấy cái kia mình không có làm cho các bạn xem được. Sợ mất thời gian của các bạn á. Lát mình đi thăm rồi cái nào dính mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Còn cái nào không dính mình không quay nha. Làm cái video nó dài lắm các bạn ơi. Rồi nè các bạn. Vậy là xong các bạn, đơn giản nha. Còn nó sẽ đi ngang đây nè. Nó máng cái giò nó các bạn. Dính giò hoặc là dính cổ. À, đơn giản nha các bạn. Rồi xong một cái. À, giờ mình đi gài tiếp thôi các bạn ơi. Trời thăm bảy nha các bạn. Không biết có dính không mình đem cái tụng nè. Có tụng đường sẵn nha các bạn ơi. Nãy giờ mình thăm mấy cái thì không có dính nha các bạn. Rồi cái này có dính không nha các bạn. Ôi dính rồi, ơi. Dính kìa, dính. Ôi ui. Hey. Sợi dây nè. Nó lôi vô cùng bình đây. Nè các bạn. Sợi dây nè. Thấy không các bạn. Cái con gì á. Nè coi. Ủa con gì các bạn ơi.
Ôi ôi, con quất nha, được một con quất. Được con quất nha các bạn. Đã không? Yeah. Để máy quay xuống mình gỡ các bạn ơi. Rồi đi thăm không có ai quay tức hết trơn các bạn. Mình gỡ các bạn ơi. Gỡ ra cái mình bỏ vô. Ồ nó siết ghê không? Nè các bạn, nó mập nè. Hải hồng nha các bạn. Bỏ vô tụng các bạn ơi. Một con nha các bạn. Giờ đi thăm tiếp các bạn ơi. Sắp tới cái nữa các bạn ơi. Không biết có dính không. Mình bẫy nãy chục cái nha các bạn. Mà dính được con rồi nè. Thăm mấy cái rồi. Mà được con quất rồi. Ôi dính mà ơi. Ôi nó lòi cái bẫy. Lòi cái bẫy nguyên bên luôn kìa. Ôi không dính nó chưa. Nhỏ cái bẫy luôn các bạn. Nhỏ nguyên bên luôn. Ôi nó dính con gì luôn các bạn. Ôi con gì có mồng Nè nè. Ôi trích. Trích mất các bạn. Ôi được một con trích nước. Trích nước này nhỏ, trích cồn mới bự các bạn. Chắc này con trích nước quá, có mụn đỏ nè các bạn. Hên quá được hai con, hình như còn ba cái nó chưa thăm các bạn ơi. Mình thăm nốt luôn nha các bạn, rồi mình dở gì luôn. Ôi nó đã, giờ mình để cái máy quay xuống. Rồi mình cầm cái máy quay nó hơi lắc, các bạn thông cảm nha. Bây giờ không có ai quay cho mình đi thăm bẫy các bạn. Giờ mình gỡ các bạn ơi. Rồi nó quấn nhậu luôn rồi. Có mồi nhậu rồi các bạn. Vô rừng tràm này là bẫy nè. Chính là thoải mái rồi. Cái dòng này nó xiết quá các bạn ơi. Nó nè các bạn ơi, nó mập nè. Ô trời nó mổ, nó mổ. Ôi trời trời, nó mổ mình. Nhậu bẫy. Ui nó mổ mình. Ui da. Nó mổ mình nè các bạn. Ai da. Ai bỏ vô. Hai con. Được con quất với con trích nước nha các bạn. Ngon rồi. Ngon cơm rồi. Rồi, xong. Được hai con. Hai con nè bạn ơi, hai con các bạn. Hai con. Quá đã, quá đã. Giờ thăm tiếp thôi các bạn ơi. Lũi vô đây mình thăm cái cuối cùng các bạn. Đấy, thăm như đây nè. Được hai con rồi nè. Như vậy mà được hai con rồi nè. Thăm cái cuối cùng biết dính gì không các bạn ơi. Quá mệt. Thăm có chục cái bẫy mà quá mệt các bạn. Ôi dính con gì các bạn ơi. Ôi dính con gì đang tụi lụi hả. Trời ơi. Không muốn cong mình gài tay. Nó nó sơm lại mình nha. Con này con gì trời. Con đen. Con đen bự á. Ôi nó mổ. Nó mổ luôn các bạn. Đã hen.
mày ơi, quá đã các bạn ơi, được ba con hên quá. Nó hờ mình không sao chụp, giờ mình canh canh nó mình chụp nó nha các bạn. Giờ không biết sao nữa nè, cho các bạn xem. Ôi trời ơi, ôi nó mỏng, nó mỏng vô cái điện thoại nghe cái cọc luôn các bạn. Vô. Ôi xíu nó mỏng mình này. Rồi. Ôi. Giờ mình để máy quay mình gửi cho các bạn xem nha. Ôi, lắc quá trời các bạn ơi. Các bạn thông cảm nha. Dính vô gân cổ các bạn ơi. Bẻ chiếc này dính gân cổ. Trời ơi, dính cổ nữa các bạn. Con này bự quá, nó dính cổ. Hai kia nãy dính giòi, dính cổ nữa. Bành kia luôn nha các bạn. Nè, bành kia luôn. Vô bọc con ơi. Hên quá. Ngày nay được ba con. Gần 7 giờ luôn. Con này bỏ chung được không ta? Thôi bỏ riêng các bạn ơi. Nó mổ, cái con này nó mổ mấy con kia chết luôn ạ. Cột lại. Con cò loại cò này nó mổ chết luôn các bạn. Ôi, giờ gom 7 giờ luôn các bạn ơi. Ôi. Được một con cò, cò đen. Một con quất với một con trích nước nè. Đó các bạn. Rồi giờ 7 luôn các bạn ơi. Các bạn thấy clip mình hay, hãy chia sẻ cho mọi người xem đều xem nha các bạn. Và không quên ấn đăng ký kênh của mình nha các bạn. Ồ này ngoài có bờ tấp đây ngoài đá các bạn ơi. Thôi chào tạm biệt các bạn. Nhìn vô các bạn ơi, có mồi nhậu tiếp nữa các bạn ơi.